Nhá, hôm nay em review cái loại lê sữa cho mọi người xem nhé. Loại lê sữa này thì ăn nó sẽ giòn hơn, nhiều nước hơn và có vẻ nó ngọt thanh hơn cái loại lê lê nâu của Hàn Quốc nha. Cũng là loại lê Hàn luôn nhưng mà loại này màu nâu, còn này là loại màu màu trắng. Hôm nay gọi là lê sữa nha, lê nâu. Lê sữa thì ăn nó sẽ, nhắc lại là lê sữa ăn nó sẽ giòn hơn, nhiều nước hơn và nó ngọt thanh hơn nha. Còn lên nâu thì nó sẽ thơm hơn. Đây, đây là cái trái lê sữa mà em cắt ra nè. Mọi người, cái vỏ rất là mỏng nha. Vỏ này em gọt ra nè, rất là mỏng. Ở trong đây nó có cái cùi nha mọi người. Cùi thì nó hơi chua chua, cắt vứt cái cùi đi nha. Em cắt như thế này thì nó sẽ ra những cái mảnh như này, miếng như này. Rất là trắng. Lê này là trắng, ở trong ruột nó trắng phau à, nó có cái lỗi như này. Đó. Đó, đây. Cắn một miếng nha. Ngọt thanh mà rất là nhiều nước. Ăn rất là mát. Cực kỳ ngon luôn nha. Đây là lê sữa của Hàn Quốc. Mọi người mà muốn ăn giòn hơn á thì lựa trái nào. Cái da nó vẫn còn xanh lắm. Cái vỏ này vẫn còn xanh thì nó sẽ ngọt, nó sẽ giòn hơn. Tại nó chưa chín tới. Còn nó chín rồi thì nó sẽ chuyển dần sang màu vàng. Nó là trái nào đó lên lâu. Hay bữa sau em sẽ review cho mọi người xem. Lên lâu thì mọi người chắc biết nhiều rồi. Lên sữa này thì nó mới hơn.